Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Bonsai tự nhiên của mình. Lại là mình đây các bạn ơi. Hôm nay tiếp tục quay chia sẻ các bạn là một cái cây hai châu nha các bạn. Hôm nay được mua cái cây hai châu nha. Hai thân này các bạn ơi. Mình trồng xéo ấy. Cây này tỉa cành nó cũng chưa lớn lắm đâu các bạn. Nhưng mà mình rảnh rỗi nên là mình sẽ làm quay chia sẻ cho các bạn coi luôn. Cái này à, được rồi, mình có bấm đột một lần này, giờ cái tay cành nó ra từ lứa này các bạn ơi. Đây rảnh rỗi nên là mình sẽ quay chia sẻ cho các bạn nha. Được, mua cái coi đây cho các bạn coi chơi nha. Coi thì chắc là mình sẽ quấn kiến tàng của cây này nha các bạn. Sau này nó tay cành nó bung nó lớn rồi thì mình sẽ lọc lại, mình giảm bớt đi một số cành nha các bạn ơi. Để nó trống cái coi, nó trong cái coi cho nó đẹp nha. Hiện giờ là mình sẽ quấn tính tàng để cho nó phát triển cái dàn tay cành này. Nhìn xâm sơ cho nó dở coi nha các bạn. Sau này ví dụ như ca tay cành mà nó lên cỡ đầu ngón tay á, các bạn dần dần các bạn lập và loại bớt tay cành đi cho nó đỡ bị rập cái coi nha các bạn ơi. Mình đa phần là mấy coi miệng liền thôi. Nên các bạn xem thì có gì góp ý chia sẻ với mình nha. Mình cũng không phải là ngoại nhân đâu nha các bạn, mình làm vì đam mê thôi các bạn ơi. Chủ yếu cái gì mình biết thì mình làm, mình chia sẻ anh em hết nha các bạn. Chứ thật sự làm cây cây bonsai thì 9 người 10 ý mà các bạn. Nói chung là mình thích thì mình làm thôi. Muốn làm nó nhanh thì những cái tay cành này các bạn, nó gần nhau quá, mình sẽ ghép hai nhánh lại luôn nha các bạn ơi. Đã tạo cái tay cành cho nó mau lớn nha. Hai châu thì nó mau liền lắm các bạn. Hai nhánh nó các bạn nó ở sát nhau các bạn. Vào dây thì tầm một năm là nó liền xẹo hai nhánh lại các bạn. Qua một năm hai đến năm thứ hai thì các bạn không còn nhìn thấy hai cái nhánh ghép nữa các bạn. Gần như là nó liền nó dính lại như nhau rồi các bạn ơi. Đó là mình muốn làm nhanh nên là mình sẽ ghép như hai cái nhánh lại nha, để làm cái dàn tàng cho nó ok nha các bạn. Bạn thấy cây nút một nhưng mà nhìn cái dàn tàng nó cũng rất là xum. Tại do mình là thứ nhất là mình ghép nhánh đó các bạn, có chì cành nè, nên là nó bung ra rất là dữ các bạn. Với lại một phần là cây này do mình bấm giật này. Mình bấm giật rồi mình lấy cái tàn nó ra các bạn. Đó. Cào dây nút 1 à. Cái này cũng gần như là 10 tháng. Mình mới vào dây các bạn. Mình định là để nuôi nó to thêm các bạn ơi. Hiện giờ là nó chưa có đạt đến cái độ mà đỡ mình làm vào dây tay cành đâu. Nhưng mà mình đang rảnh rỗi nên là mình sẽ làm video anh em, chia sẻ cho anh em nha. Các bạn vào dây càng sớm thì cái tỷ lệ mà cái cây nó phát triển để mà có cái tay cành bự rất là lâu nha các bạn. Mình vào dây rồi này, khi nào mình vào dây tầm một năm mình sẽ xả dây ra bớt nha. Xả dây nó có hình rồi các bạn, là mình chủ yếu mình kéo nha các bạn. Mình vào mình kéo thôi, mình xả dây nha. Mình kéo mình định hình nó thôi, để cho cái tay cành nó phát triển tự nhiên cho nó nhanh nha các bạn. Tại mình đỡ to quá à, mình vào dây thì nó sẽ bị tét, bị nứt hết các bạn, không kéo ngặt được à. Nên cái gì nó cũng có cái giá đó các bạn ơi. Cái này mình không có phơi nắng này, nó vừa nước nên là bây giờ mà các bạn kéo ngặt là bảo đảm là nó mà đỡ to là bảo đảm là nó rạn hết các bạn. Kéo không khéo là nó tét hết. Nó rất là giỏi không ạ. Nồi hai châu là cái vậy, xăm trái như vậy. Các bạn chịu khó vào dây định hình nó một thời gian rồi các bạn xả dây ra rồi các bạn kéo cho nó phát triển tự nhiên nha. Này mình làm cái tàn nó xâm luôn các bạn. Thở rất là nhiều chi luôn. Mình làm hai tầng hai lớp nha các bạn.
Này, Hải Châu Bình Định nha các bạn ơi. Cái núi này. Được rồi, mình cứ lấy phôi đó mình giao lưu với anh em một. Còn lại là mình trồng rất là nhiều luôn. Bây giờ là đến đồ làm tay cành hết rồi. Nay rảnh nghỉ dịch nên là mình cũng sẽ tranh thủ lao vì cho các bạn chia sẻ các bạn về Hải Châu luôn nha. Nói nhiều vừa cái kinh nghiệm mà để trồng phôi Hải Châu với lại vào tay cành cho nó nhanh. Đó các bạn mà có cái cây Hải Châu chơi liền ấy. Hải Châu nó mà các bạn cây tàng chăm sóc tốt là bảo đảm một năm là có trái hết nha các bạn. Những cây mà mày cắt nhỏ. Những cây như này mình vào dây rồi này, 3 năm năm sau là có trái nhau à. Mình chăm sóc tốt là nó bông trái rất là nhiều nha. Dòng này thì các bạn khi mà có bông có trái các bạn chịu khó phơi nắng nhau à. Phơi nắng không tưới nước lên nhụy để tỷ lệ cái độ trái cho nó cao nha các bạn ơi. Đó là theo kinh nghiệm của mình á. Còn bạn nào mà có kinh nghiệm mà chia sẻ anh em thử cái tỷ lệ độ trái cao thì các bạn chia sẻ cho anh em nha. Theo mình thì mình trồng nhiều á thì nhiều cây các bạn khi mà nó ra bông á các bạn chịu khó tưới nước, đừng có tưới lên cái bông nó nha để nó khỏi phải bị úng nha các bạn, thối nhảy. Thứ hai là các bạn phơi nắng, đừng đợi trong mát, nắng càng nhiều càng tốt nha, không phải sợ đâu các bạn ơi. Cái này mình có bấm đọt này, giò lá nó chưa có già nên là mùa này nó không có trái được các bạn. Mạch cắt nó hơi bị lớn á, tay cành nó ra nó chậm, có 10 tháng nên là bây giờ nó không ra bông được các bạn ơi. Cái này phải chờ năm sau thôi, năm sau thì chắc tay cành nó to tầm ngón út các bạn. Chăm sóc tốt rồi nó phát triển rất là nhanh nha. Mình quán định hình một lần vậy thôi, khi nào mà nó bung nữa mình cứ đợi luôn nha các bạn, không có vào dây cho những cái tay cành nó nhỏ nha. Khi mà cái tay cành mà cái dâm mà nó ra lớn như cái thế này rồi á là mình sẽ vào dây tiếp một lần nữa nha, chứ mình không có vào dây khi tay cành còn nhỏ nha các bạn. Các bạn mà vào dây mà những cái tay cành nhỏ nó rất là dỡ bỏ tay cành nha các bạn ơi, chỉ cần bấm kích giật thôi, bấm kích giật rồi nó bung dâm ra cho nó nhiều rồi. Khi các bạn vào dây thì nó sẽ có dàn tàng đẹp hơn nha các bạn. Cây của mình thì mình làm chủ yếu là mình đựng cho định hình một nước đầu này, mình sẽ thả, mình đỡ những tay cành nó lên tự nhiên luôn, mình chỉ bấm giật những tay cành thôi, không vào dây những tay cành luôn. Rồi đến một năm sau là mình sẽ vào dây lại một lần nữa nha. Khi mà mình định hình cái tay cành nó đã im rồi, nó không bị trá nữa rồi là mình sẽ thả dây ra và mình kéo nha các bạn. Mình kéo thôi. Khi mà nó không có vào dây thì nó sẽ phát triển cái tay cành nó lớn hơn nha các bạn. Nó mau lớn hơn. Cái này gần xong rồi các bạn. Đó. Rất là đơn giản luôn. Này bấm mình sẽ vô một lúc phân nha các bạn, cho một tí phân và phun một tí kích thích cho nó, để cho nó bung tay cành ra cho nó nhanh nha, để nó nuôi cái dàn tàng cho nó nhanh nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều á, thời gian qua đã theo dõi kênh của mình nha, nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Còn bạn nào mà giao lưu hãy chào sống khỏe thì nay cứ liên hệ với mình nè, mình không đi phôi nhưng mà cái sống khỏe thì dùng mình rất là nhiều luôn. Nay là nhiều coi đến độ mà đỡ làm tay cành rồi á. Hôm nay mình sẽ thường xuyên quay Hải Châu cho các bạn coi luôn. Các bạn nhớ đăng ký kênh, theo dõi kênh của mình nha các bạn. Còn các bạn nào mà cứ thích làm coi mà ra một nước tàn rồi này, muốn giao lưu thì cứ liên hệ với mình nha. Giá rất là ok luôn, cho các bạn đem về chơi. Rất là hữu nghị luôn. Còn bạn nào mà ghé vườn mình thì giá càng hữu nghị hơn nữa nhau à. Làm vì đam mê thôi các bạn ơi.
cái mình biết là mình chia sẻ, còn bạn nào mà biết rày rành hơn mình thì cứ để lại comment để chia sẻ cùng anh em cùng học hỏi nhau bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.